GoPro Hero 5 Black từ trước đây luôn được biết đến là một trong những sản phẩm thuộc nhà GoPro có mức giá rất là tốt. Tuy nhiên, bởi vì nó đã được ra mắt từ nhiều năm về trước, cho nên nó vẫn có một số cái điểm hạn chế. Vậy nên sau cái phiên bản GoPro Hero 5 Black đó, thì nhà GoPro họ đã cho ra mắt nhiều sản phẩm khác, như là GoPro Hero 6 Black, hay là GoPro Hero 7 Series, hay là đơn cử như con GoPro Hero 7 Silver này, chống rung tốt hơn, màu sắc đẹp hơn, chip xử lý hình ảnh mạnh mẽ hơn, bắt wifi kết nối đến GPS cũng nhanh và nhạy hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, nhiều anh em đã ít biết đến con này bởi vì cái bóng quá lớn của con GoPro Hero 5 Black. Cho nên hôm nay mình sẽ review con GoPro Hero 7 Silver, một sản phẩm đáng gờm đến từ nhà GoPro. Nhưng mà trước khi mình review con này, mình sẽ đem nó đi ship hàng để test chất lượng thực tế của em nó trong khi sử dụng luôn nha. Ok, let's go. Hello anh em, mình mới đi ship hàng về, vừa mới đổi cáo luôn. Có một cái chú đó hỏi mình là đang đeo cái gì trên đầu. Mình bảo là con GoPro Hero 7 Silver. Chú đó hỏi là bao nhiêu tiền, thì mình nói là con này đang được giảm giá từ 3.690.000 còn có 3.490.000. Cho nên là bây giờ chú mới mua mất tiêu rồi. Nên là mình sẽ không có còn cái máy ở đây để mà review cho anh em nữa. Nhưng mà mình đã có sụt quay từ cái camera rồi, cho nên là mình sẽ review cho anh em dựa trên những cái gì mình quay được nha. Cái điểm mạnh nhất mà trong video anh em có thể thấy đó là khả năng chống rung của máy. Thực sự nó đã làm rất là tốt, đã được cải thiện hơn rất là nhiều so với GoPro Hero 5 Black. Khi mình đi qua những cái ổ gà hay là những cái gờ giảm sóng á, thì cái máy nó không có bị rung hình ảnh, không có bị gợn sóng hình ảnh nè. Thậm chí là anh em sẽ không thể nào nhận ra là mình đang đi qua cái chỗ gồ ghề nếu như mà không nhìn xuống dưới đất. Mặc dù nó không được trang bị công nghệ chống rung như là cái người anh em của nó, GoPro Hero 7 Black, công nghệ chống rung Hyper Smooth, nhưng mà nó vẫn có thể đáp ứng được cho anh em về cái khả năng chống rung rất là ok trong tầm giá 3 triệu. Điểm thứ hai mà anh em có thể thấy đó là những cái cuộc đàm thoại của mình giữa khách hàng và mình, là thậm chí là cái âm thanh khi mình nói chuyện điện thoại lúc mình gọi cho khách á vẫn thu được rất là tốt. Mà mình bên Horizon Camera Store thì mình đang tới đó nè. Dạ. Quay phải mang theo 4 cục luôn à. Khiếp vậy. Giờ mình còn xài có đâu anh? Giờ bán lâu rồi. Rất lâu rồi. Không xài. Cái con xài nhiều ấy. Dạ. Sở dĩ mà khả năng thu âm của nó tốt như vậy là bởi vì một phần nó không có phải sử dụng cái case chống nước ở bên ngoài như là mấy con camera bên Trung Quốc. Cái thứ hai là nó được trang bị lên đến 2 micro, một cái đằng trước và một cái đằng sau, thì khá là phù hợp cho anh em nào mà có quay vlog á. Mình vừa quay được tiếng của người đối diện mà vừa quay được tiếng của bản thân mình luôn. Cái thứ ba phải nói đến là màu sắc. Vì cái này thì nó sẽ gọi là thiên về cảm nhận của anh em. Nhưng mà đối với mình, khi mình download cái video từ con GoPro Hero 7 Silver về, mình không phải chỉnh quá nhiều, mình cứ upload thẳng lên trên Facebook hoặc là YouTube thôi. Mình không có phải là chỉnh màu, chỉnh miết gì trơn, nó cứ đăng lên thôi là nó ok rồi. Còn về cái GPS và wifi của con này, anh em sẽ nhận ra rất là rõ là GPS của nó rất là dễ để có thể bắt được. Nó nhạy hơn con 5 Black rất là nhiều. Chỉ cần anh em bước ra đường và đi cỡ mấy bước thôi là nó đã có thể bắt được rồi. Và thậm chí là cái chip wifi cũng vậy, khi mà kết nối với điện thoại thì anh em chỉ cần bật cái điện thoại lên và cho cái app Quick của GoPro á, nó quét tầm cỡ chưa tới 1 phút 30 giây à, là nó đã quét ra cái camera của mình rồi. Rất là nhạy và kết nối cũng rất là nhanh luôn. Giao diện của con GoPro Hero 7 Silver á, thì đã được làm mới lại, nó theo cái thiên hướng của con 7 Black và 8 Black nhiều hơn. Theo bản thân mình đánh giá thì nó sẽ dễ sử dụng hơn. Và cái dòng này nó cũng có hỗ trợ anh em zoom luôn, và cái zoom của nó rất là mượt, chứng tỏ là cái con chip của nó xử lý rất là ok. Và cái vị khách mà trong video mình có đi giao hàng á, ảnh cũng có cầm lên là hồi đó anh có sử dụng con GoPro Hero 5 Black và con nó khá là lắc. Con nằm đó nó lắc. Ừ, lắc thiệt mà nó hơi bị nhanh quá. Mà và một điểm cuối cùng mà mình thấy con này nó rất là ok đó là nó hỗ trợ anh em quay dọc. Đây là một cái điểm có thể nói là rất là giá trị trên con này, bởi vì cái thời điểm hiện tại á, TikTok hay là những cái story trên Facebook á, nó đang rất là rầm rộ. Anh em có thể up lên nhiều nền tảng hơn, hợp với thị hiếu người dùng hơn, và có thể thu hút được nhiều người xem video của anh em hơn. Nói đi thì cũng phải nói lại là cái gì nó cũng có hai mặt. Ok, tôi sẽ nói tới những cái điểm yếu của con này nha. Cái đầu tiên là nó không thay được pin. Pin của nó thì khá trâu, sạc 1 tiếng thì có thể quay được tầm 2 tiếng mấy. Cho chế độ Full HD thì mình thấy pin như vậy là rất là trâu cho một con GoPro rồi. Nhưng mà nếu như anh em đang có nhu cầu sử dụng, gọi là anh em quay chuyên nghiệp hay là anh em quay nhiều ngày mà anh em không muốn sạc, thì anh em nên lên con GoPro Hero 7 Black. Chứ con này á thì anh em phải sạc tầm 1 tiếng, quay được 2 tiếng. Nhưng mà nếu như anh em chỉ là đi tour, lâu lâu mình đi tour nè, và mình cũng không sử dụng quá thường xuyên, mình không có quay chuyên nghiệp á, thì mình nghĩ con này nó ok với anh em. Bởi vì á, anh em chỉ quay những cảnh nào mà anh em thấy là nó đẹp, chắc chắn là anh em sẽ không bao giờ quay hết cái cuộc hành trình cả. Bởi vì nếu như anh em quay hết cái cuộc hành trình á, về sẽ phải lọc lại những cảnh nào đẹp rất là mệt. Cho nên cái mình thấy là cái thời lượng pin khoảng 2 tiếng hơn là nó rất ok rồi. Cái thứ hai là giao diện của nó hơi bị đơn giản.
do diện đơn giản vậy thì chắc chắn là sẽ không thể nào mà phù hợp với những anh em nào mà muốn qua chuyên nghiệp. Nhưng mà chính vì nó đơn giản vậy, nhiều khi nó lại phù hợp cho anh em mới chơi, chưa có biết gì nhiều về thông số. Nhưng mà đối với anh em là chơi lâu rồi, biết nhiều thông số rồi thì con này không nên mua, bởi vì khá là chán. Cái chơi thứ ba là nó không có màn hình phụ. Mặc dù đối với bản thân mình nha, mình cũng cháu giờ siêu màn hình phụ làm gì hết trơn á, nhưng mà nhiều anh em thích, anh em muốn mua những cái nào mà nó có màn hình phụ. Tuy nhiên đối với bản thân mình nha, cái máy này nó có một cái đèn led ở đằng trước á, nó hỗ trợ anh em biết được cái máy có đang quay hay không, vậy là ok rồi. Nhưng mà đối với những anh em nào mà thích màn hình phụ thì đây cũng là một cái điểm trừ khá lớn. Cái cuối cùng là giải nhẹ sáng của nó chỉ nằm ở mức khá mà thôi. Anh em có thể thấy là nếu ở trong môi trường mà trời nó hơi bị sáng quá, giống như là giữa trưa, 12 giờ trưa á, thì cái bầu trời nó sẽ bị mất chi tiết đi một chút xíu. Mặc dù vậy nhưng mà nếu mà so với những con trong chuồng tầm giá với nó là khoảng 3 triệu thì con này cái giải dạy sáng như vậy là quá ngon rồi. Nhưng mà nếu mà so với những sản phẩm khác thuộc nhà GoPro như là GoPro Hero 7 Black á, thì con này nó vẫn đang bị thiệt thòi hơn về khoản này. Và đó là video review con GoPro Hero 7 Silver. Nếu anh em nào thích video này đừng quên like và subscribe cho kênh của mình nha. Và trong video tới anh em muốn mình làm video về cái gì, để comment bên dưới nha. Hello, xin chào anh em.